Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Cho bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Vụ biệt thự tai tiếng ở Hà Nội làm rõ trách nhiệm chủ tịch quận cầu giấy. Cả nước không có ca mắc Covid-19 tử vong trong 24 giờ qua. Khách đi máy bay tăng vọt, ngành hàng không vẫn khóc vì khó khăn. Thông tin mới vụ nhân viên y tế xe áo lù. Trên đây là phần điểm tin, ngay sau đây là phần thông tin chi tiết. Vụ biệt thự tai tiếng ở Hà Nội làm rõ trách nhiệm chủ tịch quận Cầu Giấy. Kính thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm điểm, xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bùi Tuấn Anh, phó chủ tịch Trần Việt Hà, người phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị. Yêu cầu nêu rõ trong văn bản số 1320 UBNZDT của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự số 9 Lô B, khu 5,2 ha, phường Yên Hòa. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng căn cứ các quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng, quản lý đô thị tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể Ủy ban Nhân dân quận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc trong dư luận. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Ủy ban nhân dân quận cầu giấy tiếp tục tổ chức kiểm điểm xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể Ủy ban nhân dân quận, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bùi Tuấn Anh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Trần Việt Hà phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị trên cương vị là người đứng đầu cơ quan và người được giao phụ trách chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực xây dựng đô thị. Giao Sở Nội vụ căn cứ vào kết quả xác định đánh giá của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện quy trình xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan theo quy định. Văn bản nêu rõ Đáng chú ý, liên quan đến vụ biệt thự tai tiếng này, dù Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phải xử lý dứt điểm bàn diện các vấn đề liên quan biệt thự tai tiếng trước ngày 15 tháng 4, nhưng quận cầu giấy giai bày đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi bị giao xử lý vấn đề này. Theo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, để thiết lập hồ sơ cưỡng chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng vụ việc, đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật. Ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã có công văn số 340 UBNZ QLDT đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, cử cán bộ hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Như phóng viên đã đưa tin, vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự số 9 là vi phạm nghiêm trọng diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng không được đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa và Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy xử lý dứt điểm. Trong quá trình thực hiện xử lý vụ việc này, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở xây dựng đã có 5 lần đôn đốc Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo các phòng ban chức năng của quận để xử lý triệt để, dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng. Tại công trình trên, theo quy định, nhưng Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chưa nghiêm túc, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành. Đến nay, công trình đã hoàn thiện mà vẫn chưa được xử lý theo quy định. Ca nhiễm mới tăng trở lại với 4.305 ca mắc mới, nhiều thêm 1.200 ca so với ngày trước đó, Kính thưa quý vị, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca mới, trong đó 4.305 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.217 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố, có 3.616 ca cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 684 ca, Phú Thọ 439 ca, Vĩnh Phúc 273, Bắc Ninh 230, Bắc Cạn 161,

Cao bằng 62, Hưng Yên 57, Thái Nguyên 53, Quảng Trị 50, Hà Nam 46, Lai Châu 44, Tây Ninh 43, Gia Lai 43, Hà Tĩnh 42, Lạng Sơn 41, Đắk Nông 38, Bà Rịa Vũng Tàu 35, Hải Phòng 35, Điện Biên 31, Bình Phước 28, Quảng Ngãi 21, Cà Mau 18, Thanh Hóa 17, Thừa Thiên Huế 13, Bình Dương 13. Vĩnh Long 13, Quảng Nam 11, Long An 10, Khánh Hòa 9, Bình Thuận 7, Bình Định 6, Kiên Giang 5, An Giang 4, Phú Yên 2, Bạc Liêu 2, Đồng Nai 1, Trà Vinh 1, Cần Thơ 1. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.084 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.314.420 ca số bệnh nhân đang thở oxy là 480 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 380 ca, thở oxy dòng cao HFNC 50 ca, thở máy không xâm lấn 11 ca, thở máy xâm lấn 37 ca, ECMO 2 ca. Số bệnh nhân tử vong ghi nhận 2 ca tử vong tại Hà Nam 1, Bạc Liêu 1, trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.049 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Khách đi máy bay tăng vọt, ngành hàng không vẫn khóc vì khó khăn. Kính thưa quý vị, mặc dù các rào cản về điều kiện với hành khách và khai thác đã được dỡ bỏ, nhưng biến chứng COVID-19 khiến bài quốc tế lỗ nặng, thị trường nội địa chịu tác động lớn bởi biến động giá xăng dầu tăng. Cục Hàng không Việt Nam vừa tiếp tục đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không từ ngày 15 tháng 2, hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế đi đến Việt Nam đã được khôi phục như giai đoạn trước dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam đã khôi phục lại đường bay tới trên 20 quốc gia một vùng lãnh thổ truyền thống trước dịch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Philippines, Lào, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Pháp, Đức, Anh, Nga, Úc, Hoa Kỳ, dự kiến các thị trường sẽ tiếp tục được khôi phục cũng như tăng dần tần suất đường bay khai thác. Đối với thị trường nội địa, sau khi hoạt động vận chuyển hàng không nội địa được dỡ bỏ các hạn chế về tần suất, cả hãng hàng không đã khai thác trở lại gần 60 đường bay nội địa với trung bình tổng số chuyến bay nội địa thực hiện hàng ngày từ 700 tới 800 chuyến bay. Cục Hàng không Việt Nam dự báo năm 2022 sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 42,47 triệu lượt hành khách tăng từ 170 tới 200% so với năm 2021 nhưng giảm trên 40% so với năm 2019. Tính riêng thị trường nội địa, lượng hành khách vận chuyển ước đạt từ 33 tới 35 triệu lượt khách, giảm từ 6 tới 10% so với năm 2019. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt hơn 1,5 triệu tấn hàng hóa, tăng hơn 16% so với năm 2021 và tăng hơn 21% so với năm 2019. Năm 2022, dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát các hoạt động kinh tế xã hội cũng đã dần trở lại trạng thái bình thường mới. tuy nhiên cần nhiều thời gian hơn để các doanh nghiệp có thể khắc phục tổn thất, khôi phục lại hoạt động kinh doanh. lãnh đạo cục hàng không nói và cho biết nhà nước hiện vẫn đang triển khai các giải pháp tổng thể giúp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực của dịch covid 19. thông tin mới vụ nhân viên y tế xé áo bẩn lù. Sở Y tế Đắk Lắk vừa có kết luận liên quan đến những kiến nghị phản ánh của ông Phạm Hồng Thái, y sĩ trạm y tế xã Cư Né đối với Trung tâm Y tế huyện Cờ Đông Búc. Ngày 7 tháng 5, thông tin phóng viên nắm được, Sở Y tế Đắk Lắk đã có kết luận về việc xác minh nội dung kiến nghị phản ánh của ông Phạm Hồng Thái, y sĩ trạm y tế xã Cư Né đối với Trung tâm Y tế huyện Cờ Đông Búc. Theo Sở Y tế, hầu hết các nội dung ông Thái tố đều không có cơ sở, không đúng về nội dung Trung tâm Y tế huyện Cờ Đông Búc đánh giá, xếp loại viên chức năm 2021 đối với ông Phạm Hồng Thái, Sở Y tế cho hay. Qua kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan cho thấy năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Cờ Đông Búc đánh giá, xếp loại viên chức Phạm Hồng Thái không hoàn thành nhiệm vụ là đúng. Lý do, trong năm 2021, ông Thái đã có nhiều khuyết điểm vi phạm. Cụ thể, ông Thái đã khám sàng lọc và chỉ định tiêm phòng vaccine COVID-19 không đúng quy định, chưa nghiên cứu tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Cư Né trong phòng chống dịch tại Buôn Đờ và Buôn Cơ Tân Đờ Rung. Trong quá trình khám chữa bệnh, ông Thái có thái độ không hòa nhã, thiếu tế nhị với người dân, hướng dẫn không cụ thể gây hiểu nhầm và bức xúc cho người dân. Toàn bộ những nội dung trên đều được cơ quan chức năng lập biên bản hoặc ra các văn bản chỉ đạo liên quan đối với nội dung giám đốc trung tâm y tế huyện Cờ Đông Búc thực hiện luân chuyển bổ nhiệm cán bộ viên chức chưa đúng quy định, Sở Y tế kết luận nội dung tố cáo này không đúng. Theo kết luận, việc thực hiện quy trình quy hoạch bổ nhiệm cơ bản đảm bảo theo đúng quy định, việc điều động một số viên chức, trong đó có ông Thái, phù hợp với tình hình nhân lực của các trạm y tế tại thời điểm điều động. Tương tự với nội dung trong 3 tháng liền, tất cả nhân viên tại 7 trạm y tế không được nhận lương là không đúng, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và các chứng từ có liên quan cho thấy Trung tâm Y tế huyện Cờ Đông Búc đã thanh toán tiền lương tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020 cho công chức, viên chức, người lao động. Tuy nhiên, thời điểm trả lương có phần chậm trễ hơn so với quy định. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một nhân viên y tế cởi áo bờ lưu trắng đang mặc trên người, rồi xé ngay trước cửa trạm y tế xã Cư Né, huyện Cờ Đông Búc. Sau đó, người này ném chiếc áo bờ lưu trắng vừa xé vào sân trạm y tế xã. Cũng theo nội dung clip, người đàn ông này liên tục nói rất yêu màu áo bờ lũ trắng, yêu nghề y, nhưng bị cấp trên chèn ép chủ dập. Tôi làm một năm chống dịch quần quật để rồi cuối cùng nhận được cái không hoàn thành nhiệm vụ. Người đàn ông không trong clip nói. Sau đó, người xe áo bờ lưu được xác định là ông Phạm Hồng Thái, nhân viên trạm y tế xã Cư Né.